thường ra là cứ tuổi lõm ở giữa ở mạch, nhưng ở chân đây là sang thương thủy đậu, không có cửa này, thủy đậu chân rất ít. Thằng này em thấy không, sang thương này nó rất là đau, tức là viêm chân của zona đó. Thì cái này bác sĩ chẩn đoán là gì, họ chẩn đoán là gì, thủy đậu không à, vô đây chẩn thủy đậu nha, thầy quên lột giò ra gửi cho khoa thầy, thầy thấy ốm ốm ghê ghê thì nó khai rát quá, mở cái này về à, thì cái này HIV về à, suy giảm dịch. Cái này không phải thủy đậu mà cái này chẩn đoán là zona lan tỏa. Tức là gì, zona bình thường nó chỉ nằm ở chân thôi, nó không dám đi đâu, tại vì hệ miễn dịch nó bao vây bên ngoài. Em tưởng tượng em đua xe, em đua vòng vòng trong hẻm, vừa ra cảnh sát kháng thể ở ngoài đường bắt em liền. Tuy nhiên lúc này virus di động đã thoát ra, nó chạy vô máu, vô ra đường quốc lộ mà không thấy là cảnh sát nào, cảnh sát cả lết ngáp suy giảm cái gì rồi. Như vậy nó chơi hai chiến thuật, một là quý tức là biểu hiện tổng tấn công, tức là qua đường máu giống như nhiễm virus máu lần hai. Như vậy trên bệnh cảnh này bệnh nhân có hai biểu hiện lâm sàng, sang thương ở chân là sang thương điển hình của zona, sang thương ở phần còn lại là sang thương da điển hình của thủy đậu. Mà thật ra đây là cũng là một con, và đây không phải là thủy đậu trên bệnh zona, mà đây zona an toàn, nhớ nha. Và zona biết dân người ta, mấy ông thầy la, ông đi khoán thắp nhang đọc mấy câu chú zona hết liền. Lý do tại vì bệnh zona không chữa không hết, tại vì có kháng thể ha, cơ thể mình có sẵn kháng thể zona tái cái kháng thể tăng sinh bài tập rầm chết hạt, và nồng độ kháng thể rất là cao nên không có bị tái hấp ở nha. Rồi tại vì miễn dịch đối với thủy đậu rất quả, chứ không phải giống như viêm gan B dịch ngoài tái hoạt bùng phát 40-50 lần chẳng có miễn dịch nào, cứ bùng phát hoạt tới lúc sơ gan ung thư gan. Rồi hỏi gì nữa em, nên zona bị một lần. Dạ cho em hỏi thêm là này, ví dụ mình chích ngừa thủy đậu đó, mình có giảm cái nguy cơ zona cho bệnh nhân hay không, với lại sau bây chích ngừa thủy đậu là bao lâu mình có kháng thể này? Chích ngừa hả? Thầy quên bé, em phải đo. Thường 1 tháng, 4 tuần mới có kháng thể. Đó là chung. Em chích COVID cũng vậy đó. Như thầy nè, chích 2 mũi, không có kháng thể luôn. 2 tuần sau đó, kháng thể COVID. Nó mất hơn tháng. Thường nó xung quanh khoảng đó, được chưa? Thì bây giờ em coi thủy đậu. Là zona thì em có virus di động trong nhân thần kinh cảm giác nó sừng rồi. Bây giờ chưa bị thủy đậu, em chích thủy đậu vô, em chỉ ngừa được bệnh thủy đậu, nhưng mà em chích thủy đậu vô, tại virus di động là vaccine thủy đậu là con virus thủy đậu nguyên con, mà chỉ giảm độc tố, tức là bị điểm huyệt bất công thôi, nên nó vô đi vòng chui vô sừng sau. Nên chích ngừa thủy đậu không bị thủy đậu nhưng nguy cơ bị zona, được không? Còn bây giờ làm sao để không bị zona, dễ chích thủy đậu già chích virus thủy đậu vô, chích chiều cao lắm em, để làm gì, để mình giả bộ bị zona, tức là boost cái kháng thể là một. Hồi xưa bị thủy đậu, 5-6 năm sau kháng thể yếu rồi, miễn dịch mình yếu rồi, thủy đậu nó bùng lên, zona nó bùng lên một lần thì giống như là được chích ngừa một lần, sau đó kháng thể nó tăng lên và tới mình chết là vẫn còn bảo vệ. Còn bây giờ em sợ bị zona, trẻ đừng có chích, 50-60 tuổi chích, chích ngừa một ở zona thầy quên cái tên rồi, mà thực sự cái đó chích phải thủy đậu, nồng độ virus thủy đậu cao hơn,
để mình tạo một boost cho hệ thống dịch thì nguy cơ bị zona sẽ ít. Tuy nhiên không phải nha, bây giờ người ta đang thắc mắc là con virus di động nó tỉnh dậy là cái gì. Người ta thấy đa số suy giảm miễn dịch, nhưng có một số trường hợp họ bảo là do stress, thi nhiễm, bị rớt, căng thẳng, ra trời lạnh, trời nắng, hấp bị. Và có một cái bài luôn, nó phân phát là chích ngừa thủy đậu giảm zona không? Không nói được, à, không nói được. Mai muốn thầy gửi cho, đó bài phân tích của nha, chưa thằng nói được, khẳng định là chích ngừa thủy đậu giảm tỷ lệ zona nha. Không có chuyện. Rồi hỏi gì nữa em? Còn hỏi gì nữa không? Dạ, em cảm ơn thầy. À, vậy thôi nha, mình nghỉ nha. Còn thầy cái... còn bài quét. Cái gì em? Alo? Thưa thầy, em thấy ở trên này có ghi là chiều nay học bài quét bị nữa à? Thôi, quét bị lười quá. Học đấy thôi, học thủy đậu. À, rồi. Quét bị tự học. Rồi. Thầy gửi bài giùm tụi em ạ. Cảm ơn thầy ạ. Ok. Dạ em cảm ơn thầy.